Đấy, hôm nay là mới có hứng leo rank đấy nhá công nhá. Bình thường kiểu tôi lười leo rank vãi cả lìn ra. Dạo này anh em biết tại sao không? Kiểu mình không có cạ cứng leo rank. Nếu bây giờ tưởng tượng như là có em gái nào chơi game với mình nhở. Ui ôi, xinh xắn, giọng ngọt ngọt cá nhở, tôi thề với các ông luôn. Tôi chăm chỉ chơi game cực kỳ, nhưng mà vẫn chưa kiếm được đối tượng không ạ. Tôi ế vãi cả đái ra. Kiểu thanh niên mẹ mình cứ suốt ngày kiểu ngồi nhà thế này thì đào đéo đâu ra bạn gái đúng không công? Chán lắm công, đừng nghĩ làm streamer sung sướng đấy. Suốt ngày mẹ mày ở trong cái căn phòng mẹ kiểu đóng con mẹ cái cửa lại luôn anh em, bình luận kiểu cho nó đỡ bị vang tiếng xong rồi. Đấy, cho nó đỡ ổn đấy công ấy. Sung sướng gì đâu, tối thì lại ngồi stream, ngồi tâm sự với những người anh em. Đủ má công suốt ngày, anh ơi em thất tình thế này thế kia, trong khi tôi còn đéo có tình để mà thất. Ơ, ra đây, thằng áo cam kia. Mẹ mày này, ui, mẹ ơi nó chạy như kiểu tốc biến ấy. Vãi cả đái, anh ơi em xin anh. Anh làm cái đéo gì vậy? ui. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sông Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sungsikeo.vn, uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ. Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ nhưng đang ngất ngây trong giấc mơ. Thật ngọt ngào, êm, dịu, đắm chìm. Phút chốc viết từng từ dạo nên thơ. Hello, what's up? Nào chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay văn nghệ xíu thôi nhờ. Ui, đủ mã mày, tuổi đéo gì ăn tao. Rất là dễ luôn thì kẹo có được luôn mạng đầu tiên nhá. Ê, bạn nào mà chưa nhấn like cho video thì đừng quên là hãy nhấn nút like cho video để ủng hộ cho kẹo nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Yes, mình đang tính là dạo này không biết là kiểu có nên đi học thanh nhạc không, bởi vì là mình hát thì mình tự nhận thấy rằng là mình hát không có hay. Nhưng mà ví dụ kiểu thanh nhạc để kiểu hát cao hơn thì ví dụ lâu lâu đi hát karaoke với bạn bè nhở, vui nhở. Nhưng mà karaoke không có tay vịn đâu, không có gái đâu nhá. Đấy, tình hình là tôi nghe nói anh em được nghỉ hè cả rồi phải không ạ? À? Thế thì ai cày view cho Sĩ Kẹo đi. Thật sự để mà nói với mọi người, dạo này kiểu rớt view dã man nên là mình cũng lười ra video vãi. Rồi nha. Anh em ở nhà tranh thủ cái view cho tôi đi. Đấy, xem video thì nhấn like ủng hộ tôi đi. Không mấy nữa tôi lại nghỉ YouTube thì chán lắm. Dạo này hơi ít view nên là mình cũng ra ít video ấy. Thì mọi người thông cảm, bởi vì là mình cũng phải làm nữa mà. Đó, mình cũng có công việc chính của mình. Thì cái YouTube này ấy, nó là cái công việc lúc mình rảnh rỗi thôi. Đó, ngồi nói chuyện, ngồi chém gió với anh em này rất là vui đúng không nào? Yo. Vâng, nhẹ nhàng cái trận này có 2 kill rồi. Ui, hôm nay là phải nói là kiểu cũng khá là lâu mình mới nhảy lại khu vực thung lũng. Đó, cũng như là leo rank một cái trận đấu nó nghiêm túc một xíu nhờ. Rồi từ từ công ạ. Bây giờ là không biết là nên đi đâu đây. Công bây giờ công mách nước tôi cái là tôi nên đi đâu. Có bên này ấy hả? À quên nhở. Lâu lâu kiểu không nhắc, có khi mọi người lại quên. Hiện tại thì mình đang stream trên Nonolai nhá. Đó thì cái ID của mình là 4739 7760. Mọi người có thể là xem phần mô tả nhá. Đủ má, thằng đéo này bắn tôi đây. Anh em xem phần mô tả, tải cái app về follow giúp mình nhá. Tối thì mình hay livestream vào cái khoảng thời gian là tầm khoảng là hơn 19 giờ xíu nhá. Đấy, các ông nào muốn tâm sự với tôi trên live thì luôn sẵn sàng. Bởi vì là thường thì YouTube mình rất là ít thời gian để có thể kiểu trả lời comment của mọi người á. Nên là mọi người cũng thông cảm nhá. Ui, nhẹ nhàng vãi luôn ấy. Tôi thể công ạ, hôm nay kiểu chơi game nó lại cứ kiểu easy thế đéo nào. Nhẹ nhàng cái 3 kill rồi. Wow, welcome. Câu nghỉ hè bây giờ sướng quá nhờ. Đấy, lại được chơi bời thoải mái đúng không? Tình hình là tôi nghĩ là anh em được nghỉ hè tầm khoảng 2 tháng đấy. Sung sướng nhờ. Chỉ khổ cho mấy anh em kiểu, ví dụ như kiểu mấy bạn từ cấp 2 lên cấp 3 này, cũng như là mấy anh em từ cấp 3 lên đại học là hơi bị toang thôi. Rồi, nhấn lộn vào cái nút độ nhạy thì anh em thấy không ạ? Độ nhạy thì mình để rất là bình thường, kiểu như nào nhỉ? Có thể sâu cho anh em được mà.
tôi có ngại gì mấy cái vụ đấy đâu. Nhưng mà có một điều ấy là hiện tại là mình đang chơi trên điện thoại iPhone XR thì chơi nó cũng ngon, nhưng mà màu sắc chán vãi đái các ông ạ. Kiểu điện thoại iPhone tôi màu nó nhạt VL ấy. Mấy con Android màu trông kiểu nó có vẻ đậm hơn. Rồi nhá, loanh quanh đây tôi vừa thấy có người cơ mà. Đủ má mấy ông hạ gục nhau nhanh vãi cả đái thế. Trời đủ ôi, còn 18 đứa này lại hồn. Anh xin mấy chú cứ từ từ nào. Đây là cái bộ trang phục thần tượng giới trẻ đấy. Idol giới trẻ còn chưa kịp thể hiện cơ mà. Đủ mã mày. Vút vút nhẹ nhẹ cái là vỡ mẹ đầu rồi. easy game nhá. Từ từ các bạn. Rồi, ngon phết chứ đừng đùa. Đây, let's go nào, những người anh em. Có đứa, tình hình là khả năng cao nó ở trên ông nhà. Đủ má kiểu khả năng vãi cả trưởng dài. Đéo hiểu đã bảo rồi, các ông leo rank công chơi game nghiêm túc hộ tôi cái đéo hiểu sao. Cứ nằm mẹ kiểu trên nóc nhà, nhiều khi mình cũng đến kiểu than thở hết nước hết cái rồi. Đây cũng là cái game sinh tồn mà các ông cứ làm như kiểu game thủ thành á. Ây, nào. Nhưng mà thôi, hôm nay là tôi sẽ cho nó một cái con đường sống đi. Đấy, cho nó nằm thủ thêm lúc nữa đi. Lát nữa mà nếu nó đang còn sống thì chắc chắn là anh em sẽ gặp nhau rồi. Lạ gì đâu. Rồi nhá, tình hình lại chúng ta xuống khu dân cư thôi nhá. Nào, hôm nay để xem là còn gặp các idol giới trẻ nào không này. Yo, vắng vãi. Đấy. Tình hình là bây giờ leo rank thì các ông chơi game ấy là ông nào cũng kiểu kiếm cho mình căn nhà ngon ngon thì công cứ ngồi thủ mẹ trên nhà. Nhiều khi tôi đèo dám công ạ. Kiểu công mấy căn nhà đấy cho họ bắn cho chỉ có nước là bắn thùng dầu cái. Ui, ngu vãi lìn em ạ. Lần sau chửi mặt anh ra em nhá. Đéo hiểu kiểu gì, kiểu chạy thẳng lên cho mình bắn luôn đấy. Xin người ạ. Ôi. Bạn ơi, bạn chơi này thì chơi làm cái đéo gì, xóa mẹ game đi. Đấy. Chạy qua cầu mạng cho mình luôn. Thôi. Cảm ơn bạn nhá. Thế là mình có mạng thứ 5 rồi. Nhẹ nhàng, đúng không? Công hôm nay công dự tính thế nào? Nhá, tôi là tôi có cái dự tính là sẽ kiếm được khoảng là 10 kill top 1 đấy. Đấy. Nên là công ngồi đây công hóng với tôi đi. Nào. Wow, welcome ngoài này vắng vậy đấy. Kiểu một mớ mẹ thùng container ngoài này nhưng mà. Nào những người anh em. Này mấy thằng nào tự tin về khả năng bắn súng của mình chạy ra đây solo với anh cái. Đùa. Tôi bây giờ tôi bắn súng mẹ mình cứ phải kiểu trình độ như là vứt vứt nhẹ cái vỡ hết mẹ đầu. Nhưng mà đủ. Bắt đầu cảm giác hơi thấy nản một xíu rồi công ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Đủ má chạy mỏi hết con mẹ cả chân xong rồi đéo thấy ai cả. Kiểu cảm giác. Khoan. Trêu à. Trêu vai lìn luôn đấy. Vâng, hiện tại tôi đang ở cái tháp đồng hồ đây công. Nhưng mà bom keo đấy. Rồi, ngon quá. Có 3 trái nhá. 3 trái bom keo thì không có nhiều nhưng mà nó cũng đủ cho tôi kiểu sai thoải mái mà. Đấy, hôm nay là mới có hứng leo rank đấy nhá công nhá. Bình thường kiểu tôi lười leo rank vách cả lìn ra. Dạo này anh em biết tại sao. Kiểu mình không có cạ cứng leo rank. Mẹ bây giờ tưởng tượng như là có em gái nào chơi game với mình nhở. Ui, xinh xắn giọng ngọt ngọt cái nhở. Tôi thề với các ông luôn, tôi chăm chỉ chơi game cực kỳ nhưng mà vẫn chưa kiếm được đối tượng không ạ. Tôi ế vãi cả đái ra. Kiểu thanh niên mẹ mình cứ suốt ngày kiểu ngồi nhà thế này thì đào đéo đâu ra bạn gái đúng không công. Chán lắm công, đừng nghĩ làm streamer sung sướng đấy. Suốt ngày mẹ mày ở trong cái căn phòng mẹ kiểu đóng con mẹ cái cửa lại luôn anh em. Bình luận kiểu cho nó đỡ bị vang tiếng xong rồi đấy, cho nó đỡ ổn đấy công ấy. Sung sướng gì đâu, tối thì lại ngồi stream ngồi tâm sự với những người anh em. Đủ má công suốt ngày anh ơi em thất tình thế này thế kia trong khi tôi còn đéo có tình để mà thất. Ra đây thằng áo cam kia mẹ mày này. Ui mẹ ơi, nó chạy như kiểu tốc biến ấy, vãi cả đái. Anh ơi em xin anh làm cái đéo gì vậy. ui tôi thấy thương cho mấy cái bạn này ấy. Thế ngồi chém gió, vừa ngồi nói chuyện chém gió với anh em. Đủ má 6 thằng ra đi rồi. Nào những người anh em khiêng hòm chuẩn bị chưa, khiêng hộ tôi xác 6 thằng này cái.
đậu xanh. Thương mấy mấy ông ấy vãi vãi cả lìn ra ấy. Đấy, giải thích cho cái việc tại sao mà tôi ít chơi team đua cũng như là ít chơi team squad nhá. Bởi vì là tôi đều có người yêu các bạn, buồn vãi lìn ra. Kiểu 21 mùa khoai sọ rồi, chưa được kiểu nắm tay ai đó một lần nào luôn ấy. Kiểu chán ơi chán ơi. Mẹ mày, khả năng là tôi xấu trai nên đều có người yêu. Nên bây giờ tôi bảo này nhá, các ông ấy chăm chút cho bản thân mình tí. Ra ngoài đường mẹ phải tóc tai phải kiểu vút vút. Đấy, xe lúc nào cũng phải kiểu rửa sáng bóng mới có người yêu được. Đừng như tôi đấy, đừng như tôi ở nhà mẹ mày chỉ giỏi xạo chó, xong đều có người yêu buồn lắm. Các ông ạ, các ông đéo hiểu được đâu. Mẹ mày mỗi lần kiểu tôi ra đường, mẹ mày nhìn thấy các ông tay trong tay nắm tay với gái, mẹ mày kiểu nhiều ông mẹ mày kiểu vô duyên vãi cả lìn ra. Đéo hiểu kiểu gì, mẹ mày ở công viên người ta đến, người ta ngồi hóng gió tí, đéo hiểu mẹ mày các ông lại chu mỏ, mẹ mày các ông hôn gái. Chán vai đại. Đủ má mày. Mày làm cái gì đấy? Sự ông kèo. Có trốn được không? Ui, đủ má. Cái đéo gì vậy? Nó móc lốp tôi này. Mẹ mày, đáng đời chưa móc lốp bố mẹ. 7 kill. Tôi không hiểu dạo này kiểu lắm siêu nhân thế nhở. Sao chúng nó cứ chạy kiểu tốc biến ấy, kiểu chạy nhanh vãi lìn ra. Thua. Từ nhá. Thằng nào ở trên nhở? Mày giỏi mày xuống mẹ đây luôn đi, đéo hiểu kiểu gì. Tôi đang chăm chú đút đồ, mẹ mày có thằng dở hơi nào ở trên nó bắn tôi. Anh ơi, à đây rồi, đây. Sau cái căn nhà này chứ gì. Rồi, bình tĩnh nào. Ui, anh câu lưu em á. Ui, em sợ anh vãi đái. Em sợ quá mẹ mày. Em sợ anh vãi lìn ra ấy. Sợ đéo ý, thằng rơm rơm này. Mày ra đây hộ bố mày cái. Nhanh nào, đéo đùa đâu. À, móc lốp bố mày này. Mẹ mày vậy cái vỡ mẹ đâu. Can cái tội nhá. Thanh niên này láo nháo à, tính ăn cả mình cơ. Tuổi gì nhá. Đi gì chấm tuổi gì chấm com luôn. Mẹ. Từ từ nhá. Combo của mình bây giờ kiểu khá ổn rồi. XM8 này, MP40 này. Quả toàn trang bị xịn sò. À, nhiều khi là anh em kiểu gì anh em cũng thắc mắc là ơ anh ơi, tại sao mà em cùng súng với nó mà em bắn lại kiểu nó lại ăn em. Các ông đầu tư vào sơn súng đi. Free Fire hiện tại đang bán rất nhiều skin súng mà nó kiểu giúp tăng sức mạnh đấy. Cũng như là tốc bắn này, bắn sướng lắm nhá. Chịu khó đầu tư một tí nhở. Chơi game ngon ngay. Đúng không? Ở trên này không có ai. À đây rồi. Mẹ vừa nói không có ai. Ui ôi, tiện phòng. Ui, chó. Thả dây xích cho chó qua tiện khách. 9 kill. Ê, bây giờ kiểu ba lỗ tôi nó gần full mẹ rồi. Nhưng mà vẫn kiểu ham rút đổ lắm công ạ. Xem có gì không? Đạn súng chưa này. Ui ôi, thêm quả bắn súng xịn đâu. Trời má ơi. Đù, nó lại xịn vãi cả đi nhỉ. Có quả nòng giảm thanh thì các ông á. Công mít con mẹ nó với tôi nhá. Các bạn là giảm thanh thì địch nhiều thằng nó đéo phát hiện ra anh em ở đâu nên là cứ tự tin lên mà quẩy. Tình hình là như thế này công ạ. Nãy là tôi nói với các ông nhá, 10 kill top 1 nhá. Đấy, không 10 kill thì tôi xóa con mẹ nó game đi nên là cố gắng thôi, tôi nghĩ là ăn được đấy. Các ông ấy dự đoán thế nào? Comment ngay bên dưới đi, dự đoán đi. Nào. Thế là lúc đầu tôi nhảy thung lũng à, bây giờ bo nó cũng thu vào thung lũng mà. Đấy. Chạy mãi chạy nữa thì cuối cùng ấy vẫn trở về cái máng lợn này. Đủ má mày, tóc vàng à? Giỡn bố mày à? Ui ôi, tóc vàng thì tuổi đéo với tóc trắng. Tôi là tôi tóc trắng luôn nhá. Tóc bạch kim luôn nhá. Thế thì mấy thằng tóc vàng làm sao có cửa ăn tôi, đúng không? Xong Goku mẹ mày mấy thằng kiểu Naruto vuốt tóc chổng ngược lên chào mào còn phải gọi tôi bằng cụ cơ mà. Rồi. Ở trên đèo có ai, phí một quả lựu. Ui ôi, em tiếc thế. Quả lựu cuối cùng của tôi các bạn. Giờ tôi đéo còn quả lựu nào. Đù. 10 kill rồi. Wow, welcome ngon. 10 kill ở tầm này ấy là phải xem như thế nào. Còn có 3 thằng thôi. Làm sao mà ăn được 3 cái thằng này nữa là win game đúng không? Đấy, dễ mà. Game là dễ không nhá. Đây, bây giờ các ông theo tôi. Ui ôi, tóc trắng à? Ôi, dựng bóng keo mẹ mày đỉnh thế. Ui ôi, anh ơi. Đủ má bo thu. Nhanh. Ui, gặp cao thủ ơi. Cao con mẹ mày thủ này. Tuổi gì? Ui, 10 máu. Vãi, sợ vãi đái. Tí nữa tôi không qua khỏi công ạ. Hên vãi.
quả bóng lúc nãy, bóng bóng lúc nãy kiểu căng vãi lìn ra ấy. À thằng nào trên này, mày này, ui ôi, chạy hộ bố mày cái. Tôi thề với các ông, kiểu quả bóng lúc nãy tôi sắp chết con mẹ nó luôn. May mắn là vẫn đang còn sống, thề. Hên vãi cả trưởng ra luôn ấy. Ê, thề, nếu hiểu kiểu gì tôi vẫn đang còn sống. Cầu trời khấn Phật nhá. Tầm này tung một nào, thằng cuối đâu mẹ mày. À đâu, còn hai đứa cơ mà. Đéo hiểu kiểu tôi bị lú cơ không ạ. Chưa ăn ít cơm mới đâm ra tầm này lú. Ui, đéo hiểu. Ui ôi, sao lại ngồi ở đây. Trời đủ. Cười vãi gì nữa. Thanh niên đéo hiểu. Kiểu không biết là đang canh thanh niên nào ngồi mẹ trên này. Ơ mà, này này, thằng cuối đâu không nhở. À đây rồi. Ui ôi, em ơi. Em ơi đừng rong chơi. Ui, sao dễ chết đấy. Hạ gục trùng cuối dễ vai cả lìn ra ấy. Win game top 1 anh em ơi. Tuần này thì bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha. Yo.